Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Kim Huỳnh UK Cuộc Sống Anh Quốc. Nếu bạn là lần đầu tiên đến với kênh thì mình là Kim, hiện đang sống tại vùng ven của Liverpool, nước Anh. Kim rất là thích ăn bánh táo, mọi người chi chi thì lại không thích ăn bánh táo cô chú. Một cái bánh táo này chỉ có một mình Kim ăn thôi. Chị nằm quay bên kia đi, mẹ lao tao cho con. Để đâu rồi? Rồi nằm quay xuống.
Bữa tối đã xong rồi nè, xin mời cô chú anh chị nha. Cái gà này nè cô chú anh chị, mình chiên cái bột gạo thôi hoặc là có cái bột chiên giòn đó, mình rắc lên mình chiên nó sẽ rất là giòn, rất là ngon cô chú anh chị. Hello, xin chào cô chú anh chị. Hôm nay Kim sẽ nấu món Việt với mọi người. Hôm nay là sinh nhật của ba chồng Kim, thì có gia đình của dì Dượng nè, các em họ nè, rồi chú nè, rồi em của Tony nữa, em chồng của Kim đến nữa, em chồng và vợ con gì đó, mấy đứa cháu đến với ba mẹ chồng hết cô chú anh chị. Thì hôm nay Kim nấu cho khoảng 15 người ăn. Thì hôm nay Kim nấu toàn món Việt hết cô chú anh chị. Hôm nay Kim sẽ làm cái món cánh gà và đùi gà chiên ha mọi người. Đây Kim có 2kg nè. Và cái tôm chiên bột nữa. Tôm hôm bữa Kim đi Manchester Kim mua đó, xong rồi về Kim cắt đầu lột vỏ, rút chỉ lưng hết trơn này cô chú anh chị. Một chút Kim sẽ chiên bột luôn. Ở đây tối qua Kim đã nấu một nồi bò kho nè mọi người. Hôm qua Kim nấu đến hơn 10 giờ luôn đó cô chú anh chị. Đây, hầm khoảng hơn 2 tiếng đó mọi người. Nó mềm rồi một chút Kim sẽ hâm lại thôi. Cái gà này Kim chiên giống y chang như tối hôm qua luôn hả cô chú anh chị. Hôm nay Kim có bột chiên giòn nữa nè, và bột gạo thì phủ lên mình chiên thôi. Would you bring the hoover in here, okay? One second. Đã chuẩn bị xong hết rồi hả cô chú anh chị, bây giờ chỉ đợi mọi người đến thôi. Thì khoảng 2 giờ rưỡi cả gia đình Kim mới đến hả cô chú anh chị. Thì trong cái bữa tiệc sinh nhật Kim sẽ không có quay phim hả mọi người, vì gia đình chồng của Kim á không có ai thích mà được quay phim hết trơn á, cho nên là Kim sẽ không quay phim để cho mọi người có sự thoải mái hả cô chú anh chị. Cái món tôm chiên bột lúc trước Kim có làm rồi đó, cho nên là hôm nay Kim không có quay hả cô chú anh chị. Kim sẽ để trong phần mô tả cái video đó, nếu mà ai muốn xem thì xem ha. Và Kim có thêm cơm chiên trứng và cơm trắng nữa mọi người, ai muốn ăn cái gì thì ăn.